Hi, xin chào bạn. Thì hôm nay Trúc sẽ giới thiệu tiếp theo cho các bạn làm hoa đồng tiền. Thì đây là mẫu hoa đồng tiền mà Trúc mới vừa làm xong. Đó thấy không các bạn? Thì mình làm, Trúc làm. Thì hoa đồng tiền rất là nhiều màu ha. Màu cam, màu đỏ, màu hồng hay là bất cứ màu nào mà các bạn thích. Rồi, thì bước vào cái khâu làm hoa đồng tiền thì ta chuẩn bị là giấy nhúng. Cái thứ hai là keo sữa, cái thứ ba là kẽm và sáp và một cái giấy màu. Thì màu giấy màu nhúng thì các bạn thích hoa màu gì thì các bạn làm ha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng hoa màu hồng. Thì khi mà làm cái hoa đồng tiền này thì các bạn cho thêm một chút giấy màu xanh vào ha các bạn ha, để mình làm cái nhụy xanh ở trong. Rồi thì đầu tiên các bạn cắt cho mình một cái mẫu giấy nhúng màu xanh, thì nó có độ dài của nó là từ các bạn cắt ra 10 cm, hơn 10 cm cũng được hay là 10 cm ha. Rồi thì chiều dài của nó là 10 cm thì chiều ngang của nó là mình lấy 3 cm ha, thấy không ạ? 3 cm. Thì khi mà mình cắt một mẫu giấy như thế này thì chiều dài nó là 10 và chiều rộng nó là 3 cm ha. Cái thứ hai, các bạn cắt cho mình một mảnh giấy màu hồng. Thì mảnh giấy màu hồng thì chiều dài nó lại ngắn hơn và cái chiều rộng nó sẽ rộng hơn ha. Thì cái chiều dài thì các bạn cắt cho mình là 9 cm ha. Đây các bạn thấy không ạ? 9 cm và chiều rộng của nó là mình lấy 4 cm ha. Thì cái này là cánh thứ hai, cánh hoa thứ hai, và tiếp theo là một cái cánh hoa thứ ba. Thì cái cánh hoa thứ ba thì các bạn lấy cho mình là 15 cm ha. 15 cm, 15 cm là chiều dài và chiều rộng là mình lấy là 5,5 cm ha. Thấy không các bạn? Rồi thì khi mà các bạn cắt, nếu mà các bạn muốn dài hơn thì các bạn có thể kích thước nó dài hơn nữa ha. Thì cái cánh hoa to nhất thì các bạn lấy cho mình là gấp đôi cái đôi cây thước này, là nó là 30 cm ha các bạn ha. Đây cây thước của mình hơi ngắn cho nên các bạn gấp, mình gấp đôi cái giấy này lại. Thì mình sẽ, các bạn cắt cho mình cỡ 30, tại vì của mình là gần tới 30 cm rồi ha. Thì mình gấp lại thì 30 cm là chiều dài và chiều rộng của nó là các bạn lấy cho mình là 7,5 cm ha các bạn ha. Thì chiều dài của nó là 30 và chiều rộng nó là 7,5. Thì khi mà các bạn cắt xong những cái vòng dải như thế này xong, các bạn bắt đầu ta cắt ha, cắt cánh hoa. Thì cắt cánh hoa thì các bạn muốn cánh hoa dài thì các bạn nhớ cắt thêm giấy ha. Thì cánh đầu tiên thì các bạn gập đôi lại, các bạn cắt từng cọng nhỏ nhỏ cho mình ha. Thì đây mình chỉ nhỏ đây ha các bạn ha, thấy không ạ? Rồi ta cắt từng khúc nhỏ ra. Rồi thì các bạn mình gấp đôi lại, mình cắt cho nhanh ha các bạn ha. Các bạn cắt những cái đường cánh nhỏ thôi. Rồi, sau các bạn cắt nhỏ như thế này, thấy không các bạn? Này, thấy cắt nhỏ như thế này. Nè, thì khi mà mình cắt xong như thế này thì bước cái cánh thứ hai mình cũng tiếp tục cắt như cánh ban đầu ha.
Đó, thì kiếm thứ hai các bạn cũng cắt như vậy thấy không ạ? Rồi thì các bạn cắt như thế này xong rồi thấy không ạ? Rồi thì cánh thứ ba thì ta cắt hơi khác tí, mình cắt hình mũi nhọn ha các bạn ha. Thì chút sẽ gấp đôi như thế này lại, mình sẽ cắt hình nhọn. Đây, các bạn cắt cái đầu mũi nhọn ra như thế này ha, thấy không các bạn? Đó. Chứ mình không được cắt ra sọc thẳng nữa. Đây thì cái cánh thứ ba các bạn nhớ cắt nhọn nhọn lên cho mình tí ha, thấy không à? Nên mình tỉa nhọn cái đầu này ha, không còn nhọn lắm các bạn, khi mà các bạn cứ cắt đi xong mình chỉnh lại sau. Thì các bạn cắt cái mũi nó hơi nhọn nhọn một tí thôi ha, thấy không à? Thì mình sẽ tiếp tục gấp lại cắt nhọn mũi nhọn ha. Làm hoa đồng tiền này rất là nhanh, mà mình không cần phải là cắt cánh từng cánh. Mình thường thường hoa đồng tiền mình định là cắt từng cánh để mình ráp vô, nhưng mà cái đó nó rất là lâu, cho nên mình sẽ gặp lại và mình cắt luôn và mình chỉnh lại ha. Thì khi mà cắt mình cắt xong rồi, mình coi những cái răng cưa như thế này mà nó chưa được nhọn thì mình tỉa cho nó nhọn thêm một tí hả. Đây mình tỉa cho nó nhọn. Đây, thấy không các bạn? Đó, mình tỉa nhọn như thế này. Cái nào mà chưa được nhọn lắm thì mình tỉa cho nó nhọn thêm thôi ha. Không cần phải là phải nhọn hoàn toàn. Mình có thể để nó tua tua. Đúng, thấy không các bạn? Khi mà nhọn như thế này xong rồi á, ta dùng kéo ha, các bạn dùng kéo các bạn tút nhẹ thôi. Các bạn nên nhớ cái chỗ nào mà mình chưa cắt được lên á, hình chỏm nhọn quá, thì sau khi mà cắt xong thì các bạn dùng kéo mình vuốt cong nhẹ lại ha, chứ cái đầu này nó cong, thấy không các bạn? Mình cắt hơi nhanh tay cho nên mình cắt không được tỉ mỉ cho lắm, cho nên mình cắt nhanh để mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Nhưng mà khi mà mình làm lại từ đầu, mình làm từ từ á, thì các bạn nắn nó một tí cho nó cong một tí ha, nó nhọn một tí ha các bạn ha. Nè, thấy không ạ? Thì mình cũng chỉnh lại những cái chỗ nào mà nó chưa được nè, thế là xong cái hình thứ ba như thế này xong. Thì cái cuối cùng thì các bạn cũng mình như chỗ đó chút chỉnh lại cho nó đều ha, nó bằng như thế này dễ cắt hơn. Thì mình sẽ gấp đôi lại mình cắt cho nó nhanh ha các bạn.
Thì cái này thì các bạn rất là dễ, mình chia ra những đó, các bạn nên khi mình chẻ này mình đừng có chẻ đôi ra từ giấy nha các bạn ơi. Đây, mình chỉ như thế này thôi, nhưng mà mình gấp lại mình cắt cho nó nhanh thôi. Rồi, thì bắt đầu ta chia ra, thì các bạn cắt một đường thẳng, các bạn chia ra cho mình là nửa cm ha các bạn ha. Mình canh sao cắt nửa cm thì chú sẽ cắt nửa cm. Đây nè, mình cắt là nửa cm các bạn ha, thấy không ạ? Nửa cm hoặc là hơn nửa cm cũng được ha các bạn. Thì mình canh đều, mình sẽ cắt nửa cm với nhau. Sau khi mà mình cắt nửa cm như thế này, thấy không các bạn? Bắt đầu là các bạn dùng kéo, các bạn cắt uốn tròn lại một tí thôi, thấy không ạ? Các bạn, mình uốn tròn lại thôi, thấy không ạ? Không cần tròn lắm nữa các bạn, mình chỉ uốn cong hai đầu là được rồi. Thì cắt dài hơi lâu thì mình sẽ gom lại, mình uốn tròn luôn một lần ha, chứ cắt từng cánh thì nó hơi lâu. Thì chú sẽ uốn tròn lại luôn, mình gấp nhiều cánh, mình uốn tròn luôn một lần cho nó nhanh đó các bạn. Mình không cần phải là cắt từ đâu, miễn sao là cái cánh nó tròn là được, mình nó có độ cong một tí là được rồi ha các bạn. Thì sau khi mà độ cong mình làm độ cong xong rồi đó, thì mình ráp vô bông, mình sẽ chỉnh lại sau.
Sau khi các bạn uống tròn tay, mình đã nói các bạn rồi, không cần đều đâu ha. Tại vì cái cánh hoa thì nó không có được đều cho nhau lắm, cho nên mình cứ cắt tự nhiên đi. Thì các bạn uống tròn, mình chỉ cứ lượng cong cái đầu này một ít là được rồi. Cái này làm cái cánh hơi lâu, cái cánh lớn thì nó hơi lâu một tí, nhưng mà khi mà các bạn ráp vào cái bông rất là nhanh ha. Thế là xong một cái cánh lớn như thế này. Thấy các bạn, khi mà xong như thế này rồi, khi mà ta cắt xong như thế này, các bạn dùng kéo, các bạn tỉa cái đầu cong ha, cong một ít thôi. Nè, các bạn tỉa cong như thế này thôi, cong một ít thôi, không cần là cong nhiều cho lắm. Đúng không? Rồi, thế mà đã xong như một cái, khi ta đã cắt bánh xong rồi, bắt đầu các bạn dùng kẽm nữa. Các bạn dùng kẽm, mình bắt đầu ráp hả các bạn ha. Đây, thì mình xếp từ lớn đến nhỏ ha. Thấy không các bạn? Thì bắt đầu thì kẽm thì các bạn không cần ở đầu móc cong này đâu, tại vì mình móc vậy thôi, chứ thì chắc là các bạn để thân kẽm thẳng như thế này cũng được ha. Thì mình sẽ dùng cái đầu thanh kẽm này, mình sẽ bắt đầu mình dùng kia sữa, mình chép một cái đầu để mình quấn một cái nhụy trước ha. Nhưng mà các bạn giữ chặt lại. Thì mình sẽ chích keo sữa trong cái đầu này một ít thôi. Thế mà bắt đầu đeo quần lại ha. Kẽm các bạn có thể dùng kẽm hoặc là các bạn có thể là dùng gân kẽm ha. Thì gân kẽm thì như thế này, thấy không các bạn? Đây là ngon, còn này là kẽm, nhưng mà mình lấy kẽm xong mình quấn thân sau rồi các bạn ha. Sau khi mà mình làm cái bước đầu tiên, như mình quấn một cái nhụy màu xanh ha, nhưng mà các bạn có thể lấy màu đậm hơn cũng được, hoặc là các bạn có thể lấy màu đà, nhưng mà mình sẽ lấy màu xanh luôn. Sau khi mà quấn như thế này xong rồi, bắt đầu thì ta tiếp tục ta quấn cái cánh thứ hai ha. Tiếp tục thì ta quấn cái cánh thứ hai này, thì ta cũng bôi keo vào lòng ha. Ta cho một chút keo sữa vào. Thì các bạn cho bôi keo sữa vào, bắt đầu thì ta dán. Thì các bạn nên nhớ mình để nó cao hơn ha, cái phần ngoài nó, cái cánh thứ hai nó sẽ cao hơn. Thì mình cũng quấn chặt tay ha. Hoa đồng tiền các bạn làm, các bạn có thể trưng vào ngày Tết rất là may mắn, tại vì hoa đồng tiền là tiền vào đó các bạn. Đúng không? Nha, cái phần này cao hơn một tí thôi các bạn ha. Sau khi mà làm như thế này xong, các bạn cứ tỉa ra. Đúng không?
Khi mà làm xong dưới này thì nếu mà ở phần này nó cao quá các bạn dùng kéo cắt bớt ha, nhưng mà đừng cao quá nha các bạn, cắt cho nó bằng lại một tí thôi, các bạn nó cao một ít thôi. Rồi sau khi mà tiếp thì ta tiếp tục ta dán cái cánh thứ ba, rồi thì ta dùng keo dán mặt đục không ở phía trong ha, thì ta cũng cho keo vào. Thì sau khi mà ta dán cái cánh thứ hai vào, bắt đầu thì ta cũng dán cái đồ cong đó, thấy không các bạn? Mình phải dán cao hơn cái phần trong một tí thôi ha các bạn ha. Rồi thì cái cánh tiếp theo các bạn quấn thì mình quấn cao hơn một tí rồi ha. Đây, thì ta tiếp tục ta quấn. Thì các bạn nhớ mình lấy ngón tay mình nhấn ở dưới để độ phồng nó ra đó các bạn. Tạo cái độ phồng cho cánh hoa ha. Rồi, thấy không các bạn? Thì ta nắm cái ngón tay cho độ phồng nó ra. Rồi ta lấy tay ta tỉa cho nó ra, thấy không ạ? Rồi. Đây, đó, là nó phồng ra. Rồi thì cái cánh cuối cùng á thì các bạn mình cũng là thoa keo ha. Ta thoa một lớp keo. Mình không cần thoa keo nhiều, các bạn thoa ít, mình làm ít keo cũng được ha các bạn. Sau khi mà thoa keo như thế này xong rồi, bắt đầu ta ráp vào cái cánh cuối cùng. Thì các bạn quấn thì cái nhưng mà mình đưa cái cánh hoa hơi cao một tí thôi, mình quấn cho so le mấy cái cánh này với nhau rồi mình chèn lên, nhưng mà chỗ nào mà không có cánh thì mình cho vào để cho nó khỏi phải so le cái cánh hoa. Đó, mình đi so le cái cánh đấy không à, không mình Rồi, thì sau khi mà làm xong cái cánh hoa như thế này xong rồi, thấy không các bạn? Thì ta tiếp tục ta để cái cánh này ra ha. Các bạn lấy tay đè ra là nó sẽ bung cái cánh hoa ra. Và mình chỉnh lại cái chỗ này sao le quá thì mình nhích cái cánh hoa qua một tí ha. Thấy không các bạn? Mình chỉnh lại cho nó đều ha. Mình lấy tay mình chỉnh lại cánh hoa nó chồng xếp sao le nhau cho đẹp ha, không phải chỗ nào mình cũng tay lỏng như nhau đâu. Rồi thì sau khi mà làm xong dưới này rồi thì mình dùng một cái cây que móc như thế này cũng được các bạn, tự hoặc là các bạn có thể lấy ngón tay các bạn ấn vô
để tạo cho cái cánh nó phồng như thế này. Đây, mình lấy ngón tay, thấy không các bạn? Để mình tạo cái đầu cánh nó chỉ như cái cánh hoa thiệt đó các bạn. Thì nếu mà các bạn không có làm được cái móc như thế này thì các bạn có thể là lấy ngón tay các bạn nhấn hả, để giữa và các bạn nhấn một cái là nó sẽ ấy, hoặc là nếu mà các bạn làm như thế này thì mình lấy cái đầu mình nhấn vào thôi, mình để giữa trung tâm mình nhấn cái cánh hoa các bạn ha, thấy không ạ? Đó. Thì nó tạo mình khi mình nhấn như vậy nó dễ để cho cái cánh hoa nó giống cái cánh hoa thiệt hơn. Đây thì cái này làm dễ, các bạn chỉ cần kẽm các bạn móc cái đầu cong lại thôi, hoặc là các bạn dùng cái ngón tay các bạn tỉa ở giữa nè, thấy không các bạn? Các bạn chỉ cần bấm cái ngón tay ở giữa là được rồi, không cần ấy. Thì hoặc là các bạn làm cái này rất là dễ, đơn giản. Khi mà các bạn cắt cánh hoa các bạn có thể là làm ở ngoài luôn, nhưng mà khi mà mình tỉa giữa ở ngoài khi mình ráp vô cái hoa mình nó có vấn đề gì hay sao nó sẽ bung ra lại. Còn thà mình ráp xong cái cánh hoa xong rồi thì mình dùng cái ngón tay, đầu ngón tay mình chẻ cho ra làm hai, hoặc là các bạn dùng cái kẽm móc như thế này của mình rất là đơn giản ha. Thì các bạn cầm cái cánh hoa các bạn dình lại như thế này, các bạn tự động tỉa là nó sẽ ra cái cánh hoa thôi, thấy không ạ? À, sau khi mình nhấn như thế này xong thế các bạn, thì ta lấy tay ta tỉa lại cái bức hoa ha. Thì mình chỉnh lại cái cánh hoa cho nó sao le nhau ha các bạn ha. Rồi. Rồi. Sau khi mình như thế này bắt đầu là ta làm dưới này là mình sẽ làm cái đài hoa. Thì cái đài hoa rất là đơn giản, thì cái đài hoa thì các bạn lấy cho mình mẫu giấy màu xanh, mẫu giấy màu xanh ha các bạn. Thì cái đài hoa thì mình sẽ đo cái, mình sẽ lấy chiều dài của nó là 8 cm và chiều rộng của nó là 5 hoặc 6 tùy thôi các bạn. Thì mình lấy 6, thấy không ạ? Thì sau khi mà mình lấy cái đài xong dưới này xong, bắt đầu ta cắt đôi lại, mình cắt những cái hình chữ V nhỏ thôi. Cảm ơn các bạn. Thì các bạn mình cắt hình chữ V nhỏ như thế này.
các bạn cắt thành chữ V nhỏ như thế này thôi, ngắn thôi nhưng các bạn mà nó rộng ra một tí. Thì ta tiếp tục cắt cho hết luôn các bạn. Sau khi mà cắt xong như thế này rồi thì bắt đầu là ta đo cái cung tròn này coi thử nó dư như thế nào đó các bạn. Các bạn nhớ đo vừa khích như thế này đúng không? Ta chét keo, bắt đầu là ta treo keo vào. Thì mình cho ít keo vào ha. Thì mình dán lại thôi. Đúng rồi. Rồi, sau khi mà dán keo lại thì dùng tay mình vớt lại cái đầu nhị để tạo cái độ phồng. Rồi, khi ta tạo cái độ phồng mình giữ chặt một tí để cho nó dính keo, cái độ keo đó các bạn. Thì các bạn có thể là cho một tí keo vào này để giữ lại cái thanh nha. Rồi, sau khi mà khô keo rồi bắt đầu ta dùng keo sáp, các bạn quấn ngay cái đà này. Mình quấn chặt tay một tí ha các bạn. Thì sau khi mà quấn như thế này xong, bắt đầu ta để đó chút ta cắt lá nữa các bạn ha. Thì mình cũng chỉnh lại cái phần bông coi cái cánh nó có đều không. Mình dùng tay mình cái tưới này ra cho nó nở độ nở cái cánh hoa đó các bạn. Mình còn mấy cánh chưa có tỉa cho nên mình tỉa luôn ha. Rồi, sau khi như thế này xong mình để giữ lại chút mình cắt lá hoa ha. Thì lá thì các bạn chọn cho mình một lần. Sau khi mình làm xong cái bông như thế này, bắt đầu thì mình sẽ cắt lá. Thì cắt lá các bạn cắt cho mình mảnh lá tùy, tại vì lá là từ lớn đến nhỏ ha, cho nên các bạn muốn cắt lá bằng cũng được hay tùy các bạn. Thì tôi gấp lại, tôi cắt cong thôi mà mình hơi cong cong cái đầu lá thôi. Thì lá các bạn chỉ cần cắt cong là được rồi, không cần phải là từ từ thôi, chứ nhúng quá thì mình phải in cái mẫu lá ha các bạn ha.
Mình cắt cong cái mẫu lá như thế này thôi. Thấy không bà? Mình cắt cong mẫu như thế này thôi. Sau khi mà cắt xong như thế này rồi á, mình ráp ráp lá vàng á. Thì mình bẻ hơi cong cong tí thôi, thấy không ạ? Thì các bạn ráp mỗi mình sẽ cắt bớt cái lá này lại ha, cho nó có cái cây cái cành. Thì mình uốn cong lại một tí thôi. Mình lấy tay vuốt cong, bắt đầu là mình quấn, mình ráp vào, thấy không ạ? Thì các bạn thích hai lá ba lá thì tùy các bạn, thì mình làm mỗi cây hoa mỗi lá, tại vì hai lá nó hơi rườm rà tí các bạn. Đó, thế là xong cái hoa đồng tiền trong ngày Tết, thế mà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp cái video tiếp theo những mẫu vong nữa. Và gần tới Tết rồi, mình cũng chuẩn bị mình làm hoa mai, hoa đào, thì mình cũng sẽ tranh thủ giới thiệu cho các bạn ha. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc các bạn có thể làm được một cái chậu hoa đồng tiền đẹp như ý theo các bạn ha. Bye.